nhiếp ảnh gia kiêm ca sĩ cộng đồng Đỗ Oanh Đức đến từ Canada với ca khúc Độc Thoại. Xin mời Đức lên sân khấu. Thật ra đây hôm nay thêm nhạc Bắc Đề Quốc rất là vinh.
vinh dự khi được đến với chương trình và cũng được rất là tự hào được đóng góp rất nhiều các cái phần để làm nên sự thành công trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ các lớp thanh nhạc có đại quốc ở lại. Vâng, em xin mời chị Hoàng Thu Huyền là trưởng ban tổ chức cùng anh lớp trưởng thanh nhạc Quý Xuyến lên sân khấu ạ. Vâng ạ, anh Văn Hùng giúp em. Và thật ra là cái tiết mục tặng hoa này thì thường là nó ở phần đầu, thế nhưng mà chúng em lại muốn chuyển sang phần cuối cho nó ấn tượng. Vâng, và hôm nay tất cả các chị, các anh, các bạn đến đây cũng chỉ để muốn chúc cho chương trình ngày hôm nay được thành công rực rỡ. Và cũng là một trong những người bạn, những người em, những người đồng hành cùng với chị Thu Hà cũng như các chị đã tham gia chương trình Tôi Yêu Nước Tôi. Và hôm nay Mark Lê Quốc có mang một bó hoa tươi thắm, nó thể hiện tình cảm trân trọng đến với các chị và những người trong ban tổ chức ngày hôm nay. Vâng, anh Văn Hùng sẽ đại diện để tặng bó hoa tươi thắm cho chị Hoàng Thu Huyền, vâng, trưởng ban tổ chức cho chương trình ngày hôm nay. Xin chúc cho chương trình luôn luôn có một sức mạnh đoàn kết tập thể để luôn luôn được phát huy những lời ca tiếng hát dành cho các chương trình cộng đồng. Và đây là một bó hoa nữa để tặng cho người thí sinh đã được giải trong chương trình Tôi Yêu Tiếng Nói Tôi. Chúng em vừa trận khấu tặng hoa chị tí. Và em cảm ơn ạ. Thật ra mà nói thì chúng em tặng hoa ở nhà cũng được, nhưng mà chúng em muốn chia sẻ niềm vui, bởi vì lên đây có nhiều người chứng kiến, em thấy hạnh phúc hơn nhiều. Có phải thế không ạ? Vâng, em cảm ơn. Và cái bó hoa này là để tặng anh Quý Xuyến. Anh Quý Xuyến lên chương trình để mang về. À đây, làm đấy, thật sự nói trông đẹp trai này tí nhìn không thấy đâu. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Có lần sau chương trình gì anh mấy cả chị Huyền nó cũng mời bọn em, chúng em cứ đi 10 người cho em 20 tiết mục thôi, đơn giản. Vâng, bây giờ cái niềm đam mê ca hát thật sự ra mà nói rất lan tỏa. Và chúng ta tại sao được trẻ trung, được khỏe mạnh, được yêu đời hơn? Bởi vì lời ca và tiếng hát. Và cảm ơn sân chơi cộng đồng đã luôn luôn tạo cho mọi người có một sự kết nối cộng đồng tốt đẹp như thế này. Chúc cho tất cả các chị, các bạn chúng ta hôm nay ai ai đều khỏe mạnh, đều hạnh phúc, cuộc sống thật là viên mãn. Vâng ạ. Và bây giờ thì vẫn còn mình cho bạn biết ạ. Sao chủ quan thế? À vâng, đúng rồi ạ, vâng. À không, trước khi vào chương trình khiêu vũ thì